hôm nay là ngày 1 tháng 4. Mặc dù tuần sau mới là lễ Phục Sinh, nhưng mà họ ở nhà thờ này gọi là Life Church, họ đã tổ chức rất là nhiều trứng ở đây. Họ tổ chức ngay khu vực này gọi là The Crate tại Wesley Chapel. Những nhân viên ở nhà thờ họ đang sắp xếp để dân chứng ở ngoài đây. Ngày mình đi tham quan cái gì các bạn à? Tuần sau ở đây cũng có ở chỗ ở nhà thờ khác, và nhà thờ New York Church họ còn có thả trứng ở trên là helicopter drop luôn các bạn. Họ dùng trực thăng họ thả xuống. Mình để gì mình để tin tức các bạn các bạn rảnh các bạn lại chơi hoặc cái gì lần sau các bạn có dịp các bạn tới nhé. Đây những trẻ em xếp hàng chuẩn bị lấy trứng này. Khỉ đồng mùi quá. Thấy rất là đông người tham dự các bạn nhé. Thường thấy rất là long line. Họ mưa bắt đầu lúc 11 giờ. Thì mình nghĩ họ chắc mấy người ở đây họ đến trước rồi các bạn à. Có thể họ đến trước cả một tiếng đồng hồ họ đợi. Đây có cả các anh cảnh sát sheriff đây rất là dễ thương. Có những con chó K9 đây các bạn à. Cảm thấy họ rất là thân thiện nha. Có cả chiếc xe rescue vehicle đây. Rất là đông vui các bạn. Giờ thì hiện tại họ đang tập trung bên những chỗ ác hơn. Thì chỗ này nó cũng hơi kế bên đó thì vắng. Thì chỗ này có những cái bao xì hao cho mấy trẻ em đít nó thích chơi các bạn. Mình nghĩ cái này cũng free luôn. Mình thấy nhà thờ này họ tổ chức cũng lớn các bạn nhỉ. Sau chút nữa mà hai họ mấy đứa đất mà nó lấy trứng xong cái kiểu này rất là đông nè. Thì mình qua đây là thấy nít nó vô nó hái trứng đi rồi này. Họ start đúng 11 giờ luôn các bạn. Họ chia từng đợt. Sau những cái top trước này họ sẽ ngừng lại, họ sẽ bỏ thêm trứng ra chứ không phải là đi một lần thì đâu có đủ trứng đâu các bạn. Nhờ công tác là họ bỏ thêm trứng đây các bạn. Oh,
nhà thờ này thì mình thấy họ làm cái công tác xã hội rất là mạnh. Đó, bây giờ là đợt thứ hai bỏ trứng ra. Thấy là đợt thứ hai họ đang mấy đứa trẻ đang lên hái nè các bạn, đang lấy trứng nè. Thì không biết những bên vùng của các bạn có tổ chức như thế nào thì các bạn comment cho mình biết ha. Mình thấy cái hoạt động xã hội ở đây rất là vui các bạn. Đủ thứ các người từ mọi dân tộc, người Mễ, người Trắng, châu Á này, đủ mọi người các bạn à, không phân biệt tôn giáo hết. Họ lại họ tham quan, họ hái trứng cho chút have fun thôi các bạn. Giờ vẫn có người tới hơi trễ thì phải xếp hàng thuốc ở dưới luôn. Hello, baby. All right, Roger, blue shirt. Come on, come on, let's go. All right, we got like 3 people. Cái bao xịt nào thì quý hết. Cho chị sáu đi xuống. Lớn tuổi hơn thì có cái bao xịt nào mà lớn hơn các bạn. Đây họ cho mấy cái sticker này. Scan right over here. They're gonna race right over to Brandon. You guys gonna scan right over here. That's where you're gonna land up this way. Land up this way. You're going this way. Guys, follow Pastor Brandon over there. Thank you so much. Okay, here we go. This is an egg race. Đấy họ có khá nhiều activity các bạn. All right, y'all ready? I need y'all to get crazy on, for them. Are you guys ready or what? Let's get crazy for them. Let's go. Oh, they started. This is a practice run. Let's do it again. Oh, okay. All right, good job. Let's go back one more time. That was practice. Here we go. Are we gonna start on me? Ready? Go. We're gonna start on me. Go back. Thank you so much. That was so good. You guys did good. All right, green shirt. We know that you're the pro. Hand behind your back. Green shirt. Hand behind your back. Green shirt. All right, on the count of three. Wait, we're still waiting. I'll tell you when to go. On the count of three, you guys do an amazing job. Listen, this guy is focused. He is super focused. Yes. One hand behind your back. Green shirt, one hand behind your back. Stand up straight, green shirt. There you go.
All right. Make sure you guys have your hands behind your back, okay? One hand on the spoon. Hand behind your back. Here we go. Count with me. Count with me, everybody. The count of three. Three, two, one, go! Good job. Oh, he's going back. Oh, I thought he was going back. All right, Green Shirts, get something. Thank you so much. Hey, thank you so much for joining us. We're going to have another game coming up very, very soon, and it's kind of messy. So I'm going to encourage you all to stick around for our third game. It's kind of messy. Who likes to get a little bit messy? Just a tad bit. We all like to get a little bit messy. But stick around. Right now, we're going to have our Pastor Christian coming up here and a couple other people. Let's go. Haley Doodle. Hey. So listen, if you are just joining us, either on property, anywhere, we just want to say welcome to the free Eggham and the Crate that's hosted by Life Church. I'm Pastor Christian, and this is Haley. What up? And so we're on staff at Life Church. I just want to tell you just about our Easter services happening on April 9th. It's going to be at 8 a.m., 10 a.m., and then 12 p.m., and we would love the opportunity to host your family. Our church is literally right across the street, 6224 Old Pasco Road. It's incredible. We got incredible kids programs, and it's going to be a lot of fun for the whole family as we host not only you, but the presence of God. Haley, tell us some more. Yeah, Easter is such a great time for you and your family to join us and grow deeper in your faith. We would love to host your family for all these Easter services going on. Like Pastor Christian said, there's three different times. They have rất nhiều cho có bao xì hao đủ thứ hết. À thôi, video của mình thì tới đây xin kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.